Sape upa pawe aneka antara
ya piwi na santo ase sato sampo te na watara sate atha jata li sa saha sake vi sati sata saha sani nama misera sa aham te sangham manja sangham ja adare na nama miham nama karanu pa we na hanto sa pe upa we aneka antaraya piwi na santo ase sato sape purati maya di saya sata awera sukhi hantu sape purati maya anu di saya sata awera sukhi hantu sape dakina ya di saya sata awera sukhi hantu sape dakina ya anu di saya sata awera sukhi hantu sape Pati maya di saya sata awera sukhi hantu sape pati maya anu di saya sata awera sukhi hantu sape utaraya di saya sata awera sukhi hantu sape utaraya anu di saya sata awera sukhi hantu sape upari maya di saya sata awera sukhi hantu sape heti maya di saya sata awera sukhi hantu sape sata awera hantu sukita hantu nidokha hantu abhyapaccha hantu anikha hantu nikha yoga hantu ayoga hantu sambati hisame chantu sukhi attanam pariharantu dukha pata jani dukha phaya pata jani phaya soka pata jani soka hantu sape vibhanino akasatha japom matha nevana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakhantu sasanam akasatha japom matha nevana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakhantu no garo akasatha japom matha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakhantu nyatayo akasatha japom matha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakhantu panino akasatha japom matha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakhantu no sada idam watano punyam asavakkhaya vaham hotu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tho Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay mình học tiếp bài số 10, phần văn phạm còn lại. Đây là hai phần văn phạm của bài số 10. Mình có phần giới từ và tiếp vị ngữ tô. Như sư nói phần tiếp vị ngữ tô trước, rồi nói phần giới từ sau.
Rồi thời gian còn lại thì chắc chúng ta tranh thủ sửa bài tập số 10 luôn. Bữa hôm nay mình đã xong bài số 10. Hôm sau thì nếu còn thời gian mình sẽ đọc lại phần nội văn với trả lời các câu hỏi trong bài học. Hôm nay lớp chỉ được có 27 người ạ. Giờ tiếp về ngữ tô. Chúng ta xem cái tiếp về ngữ tô dùng để làm gì. Tiếp về ngữ tô được sử dụng ghép với một số danh từ. Dùng để ghép với danh từ, tính từ và đại danh từ để thay thế cho sở thuộc cách, xuất xứ cách và định sở cách. Nhớ sở thuộc cách rồi dịch lại gì không? Lớp có nhớ không? Các danh từ bên ly mà chia ở sở thuộc cách dịch lại, sở dụng cách dịch lại là sao? Có nhớ không? Dạ, sở hữu cách là của sư. Dạ. Sở dụng cách á. Dạ, sở dụng cách là mình dịch là do, bởi, với, bằng. Đúng rồi, do, bởi, với, bằng. Dạ. Xuất xứ cách dịch lại gì? Dạ, xuất xứ cách thì dịch là từ. Từ hoặc là từ nơi gì đó. Từ nơi, ở đâu. Định sở cách dịch sao? Dạ, định sở cách thì dịch là trên, trong, tại, ở. Đúng rồi, trên, trong, tại, ở. Mình phải nhớ mấy từ đó thì mình người ta nói về tiếp về ngữ tô ở đây mình mới hiểu được. Bây giờ thứ nhất là thay thế cho sở dụng cách. Tức là danh từ đó thay vì người ta chia ở cách thứ ba thì người ta giữ nguyên cái danh từ đó rồi người ta cộng chữ tô vào, không cần bảng chia. Số ít số nhiều gì cũng giống nhau, chỉ cần cộng chữ tô thôi thì người ta dịch nó sử dụng cách được. Thí dụ ở đây người ta cho mình thí dụ nè, Dakina. Dakina là bên phải á, cộng với tô, Dakina tô dịch là bên phải. Đúng là cái này phải có một chữ nữa mới được, do bên phải mới được, do hay là bởi bên phải gì đó mới được. Rồi upa cùng với tô, upa tô do cả hai. Ở đây người ta dịch là do nè, do cả hai. Upa cùng với tô, upa tô do cả hai. Ima cùng với tô trở thành y tô. Chữ má ở đây người ta xóa bỏ đi, dịch với cái này. Thì ở đây mình thấy người ta dịch sở, khi mà dùng thay thế cho sở thuộc cách á, thì nó dịch theo từ của sở thuộc cách, do, bởi, với, bằng. Thì ở đây người ta dịch là do nè, ở đây dịch là với nè. Đó là sử dụng thay thế cho sở thuộc cách. Sở thuộc cách. Rồi thứ hai, sở dụng cách, xin lỗi, sử dụng thay thế cho sở dụng cách. Thứ hai, tô dùng để thay thế cho xuất xứ cách. Xuất xứ cách làm dịch là từ nơi gì đó, số ít số nhiều gì cũng vậy. Thì ở đây tô nó dùng thay thế cho xuất xứ cách, tức là danh từ đó thay vì chia ở xuất xứ cách thì người ta giữ nguyên cái danh từ đó rồi người ta cộng thêm chữ tô vào. Cộng thêm chữ tô vào. Thí dụ ở đây Nagara thành phố, nếu mà mình chia thì nó phải là Nagaramaha, Nagarasma, Nagara thì mới được. Còn ở đây không, không, người ta giữ nguyên cái chữ Nagara, người ta cộng với chữ tô thành Nagara tô, dịch là từ thành phố. Chữ tá dịch là đó, cộng với tô, tá tô, từ đó. Chữ giá dịch là đâu, là nào, cộng với tô thành giá tô, từ đâu. Ở đây người ta dịch là từ, dùng thay thế cho xuất xứ cách. Rồi thứ ba là thay thế cho định sở cách. Định sở cách thì nãy giống nói lúc nãy, định sở cách dịch là trên, trong, tài, ở. Thí dụ ở đây mình có, người ta cho mình là cái chữ mukha.
thay vì mình chia nó ở định sơ cách để mình dịch là trên, trong hay là tại ở gì đó, bây giờ mình cộng múc khá cộng với tô, múc khá tô, trong miệng, trong miệng dịch là trong. Ê cá là một, cộng với tô, ê cá tô, trong cùng một chỗ, ở đây người ta cũng dịch là trong. Át tá là ta, cộng với tô, át tá tô là trong ta. Uttara là trên, cộng với tô, uttara tô là ở trên. Vậy ở đây người ta dịch là trong hay là ở, hoặc là trên trong tại ở gì cũng được, miễn sao ở đây dịch cho định sở cách là được. Như vậy thì tô nó xài ghép với một danh từ hoặc là một tính từ hay là một đại danh từ. Đại danh từ hôm trước mình học rồi, đại danh từ tá tông há âm há đó, hôm trước mình học âm há. Vậy thì chia lại hăng là tôi, mấy dân là chúng tôi đó, rồi tông há là toan là bạn, tâm he là các bạn đó. Dạ thì cái đó là đại danh từ, tức là nó dùng để thay thế cho ba cách. Thứ nhất là sở thuộc cách, nếu dùng thay thế sở thuộc cách thì nó sẽ dịch là khi mà có chữ tô này thì mình sẽ dịch là do, bởi với, bằng. Thứ hai nó dùng thay thế cho xuất xứ cách, khi mà dùng cho thay thế xuất xứ cách thì dịch nó là từ, là từ nơi. Ở đây, ví dụ ở đây người ta cho mình, ví dụ là từ thành phố, từ đó, từ đâu chẳng hạn. Còn nếu mà nó thay thế cho định sở cách thì dịch là trên, trong, tại, ở. Ví dụ ở đây người ta dịch là trong miệng, trong cùng một chỗ, trong ta, ở trên chẳng hạn. Dạ. Thì đó là tiếp vị ngữ tô. Tiếp vị ngữ tô. Như vậy học phần này thì chỉ cần sau này đó, nếu mà mình muốn xây dựng một danh từ nào đó mà mình không nhớ cách chia của nó thì mình cứ cộng nó với chữ tô, làm có thể sử dụng được cho ba cách, hoặc là sử dụng cách, hoặc là xuất xứ cách, hoặc là định sở cách. Dùng tô thì không cần phải chia, còn nếu dùng danh từ thường thì mình phải chia nó, phải chia số ít số nhiều. Còn tô thì xài được cho cả hai số, dù số ít số nhiều gì người ta cũng chỉ sử dụng chữ tô thôi. Bây giờ nó tới ba cách như vậy, làm sao ở trong câu mình biết nó là thay thế sử dụng cách hay xuất xứ cách hay là định sở cách. Thì cái này mình cứ dịch thử. Dịch thử. Nếu mình dịch ở trong câu đó nó sử dụng cho sở thuộc cách nghe được thì mình lấy sử dụng cách. Còn nếu không thì phải sử dụng xuất xứ cách hoặc là sử dụng ở định sở cách. Một trong ba cách đó. Thì thấy thích hợp theo cách nào thì mình lấy nó theo cách đó thôi. Nên mình phải dịch thử thì mình mới biết được. Rồi phần thứ hai đó là phần giới từ. Giới từ là gì? Giới từ là tiếng dùng để chỉ sự tương quan ý nghĩa giữa một tiếng với một túc từ nào đó, một túc từ của nó. Tức là ở đây cái giới từ nó đi theo, đi cùng với giới từ, nó có một cái túc từ sử dụng đi cùng với nó. Thí dụ ở đây mình có chữ, mình có câu Siddhartha Arajakumaro Yasothara Yasaha Awahi. Thì ở đây mình có giới từ là Saha. Túc từ của nó trong trường hợp này nó sử dụng với cách thứ ba là Yasothara Yasothara Yas. Dạng A Yas, dạng nên từ nữ tính nè. Nữ tính hôm trước mình học dạng Amma đó. Có âm mai giá thì ở đây giá so tha ra giá. Dạ. Để em xem qua đây người ta dịch làm sao. Thái tử Sĩ Đạt Ta đã kết hôn cùng với công chúa Giá So Gia Du Đà La. Công chúa Gia Du Đà La. Thì cái đó là chữ sa há. Giới từ ở đây là sa há. Ở câu 2 Ahang Aramasa Anto Tithami, tôi đang đứng trong chùa. Thì ở đây chữ Anto là ở trong. Ở trong. Trước Anto thì nó có cái túc từ của nó, đó là sử dụng ở các thứ sáu. Aramasa. Thì đứng ở đâu đó. Trước To thì nó là các thứ sáu.
Cho nên ở đây mình dịch đó là cái câu Ahang Aramasa Anto Tithami, thì tôi đứng ở trong chùa. Chứ ở trong ở đây nó không phải là nó không phải là của tô ha. Chữ ở trong ở đây là của anh tô. Chữ anh tô này là ở trong. Thì anh tô này ở trong. Rồi túc từ của anh tô ở đây là Aramasa. Cho nên mình dịch là đứng ở trong chùa. Chữ Aramasa là chùa. Như vậy trong hai thí dụ trên đó mình có chữ xá với anh tô là giới từ, vì nó có cái túc từ đi kèm với nó. Học vì giới từ này nó khó, có một cái đó là mình không biết túc từ của nó là gì. Không biết túc từ của nó là gì. Rồi ở đây mình có một người ta cho số mình một số giới từ. Một số giới từ. Ví dụ như Añatra là ngoài trừ, nó đi với cách thứ 5, túc từ của nó là cách thứ 5. Anh tô là bên trong. Bên trong thì nó giống như ở trên nãy, bên trong chùa, ở trong chùa. Dùng cái cách thứ 6. Arapha đề cập đến. Rồi Tiriyan là ngang qua. Ngang qua. Nana là khác biệt. Ope là trước. Sathin là cùng với. Sathin hoặc là Saha thì là cùng với ha. Pacha sau, sau này. Phải hít ngoài, phía ngoài. Bina là ngoại trừ. Bisung riêng, từng. Saka là có thể. Samanta là chung quanh. Santikan là gần bởi. Thì đây là một số giới từ. Mỗi một giới từ nó có một cái túc từ riêng của nó. Thường phần lớn đó là cái túc từ đó nó nằm ở cách thứ 6. Ví dụ ở đây mình có một số trường hợp, ví dụ anh nhà trá. Thì ngoài trừ cái gì đó thì người ta dùng nó với cách thứ 5. Cách thứ 5. Arafat đề cập đến ai đó thì túc từ của nó là cách thứ 2. Tiết giang ngang qua cái gì đó thường sử dụng ở cách thứ 3 hoặc là cách thứ 7. Sathin thì dùng với cách thứ 3. Poppe là trước, dùng cách thứ 3. Poppe dùng với cách thứ 6. Pacha Pahi cũng dùng với cách thứ 6. Saka thì dùng với cách thứ 4. Samanta thì dùng chung quanh cái gì đó thì dùng với cách thứ 6. Santikan cũng dùng cách thứ 6. Phần lớn là các giới từ đi dùng với cách thứ 6. Rồi bây giờ sư đọc lại lần nữa rồi mời lớp đọc phần giới từ hình tí ha. Añatra ngoài trừ, Anto bên trong, Arapha đề cập đến, Tiriyan ngang qua, Nana khác biệt, Poppe trước, Sathin cùng với, Pacha sau này, Pahi ngoài, phía ngoài, Vina ngoài trừ, Visung riêng, từng, Saka có thể, Samanta là chung quanh, Santikan là gần với. Rồi bây giờ mời lớp đọc phần giới từ này tí để cho làm quen với một số giới từ đã được sử dụng ở trong tiếng Mali. Anh Cát Khánh có trên lớp học không anh Cát Khánh hả? Dạ có sư. Rồi mời Cáp Tử giơ tay lên để mình đọc bài phần giới từ ha. Anh mời Cáp Tử đọc phần giới từ này xin. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Anh nhá trá ngoại trừ, anh tô bên trong, Arafa đề cập đến, tí tí dân ngang qua, Nana là khác biệt, Úc bê là trước, Sathin là cùng với, Pacha sau này, sau, Ba hí là ngoài, phía ngoài, Quý na là ngoại trừ, Quý sung là riêng, từng, Sắc ca có thể, Samanta là chung quanh, Santikan là gần với. Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư, và sư con xin đọc giới từ ạ. Anh nhát trá
là ngoại trừ, Anto là bên trong, Arafa là đề cập đến, Tiriyan là ngang qua, Nana là khác biệt, Puppe là trước, Satin là cùng với, Pacha là sau này, sau, Pahi là ngoài, phía ngoài, Vina là ngoại trừ, Visum là riêng, từng, Sakka là có thể, Samata là chung quanh, Santikan là gần với. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư con xin đọc. Anh nhá là ngoại trừ, anh tô là bên trong, Arapa là đề cập đến, Tí rí dân là ngang qua, Nana là khác biệt, Bú bê là trước, Sát thiên là cùng với, Bát gia là sau này, sau, Bá hí là ngoài, phía ngoài, Ví na là ngoài trừ, Ví sung là riêng từng, Sát kha là có thể, Sa hăng ta là chung quanh, Sa tiết căng là gần với. Dạ sư sư con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc một số giới từ. Anh ná trá là ngoại trừ, ăn tô là bên trong, a rắp phá là đề cập đến, tí rí dân ngang qua, na na là khác biệt, búp bê là trước, sát thiên là cùng với, bát cha là sau này, sau, bá hí ngoài, phía ngoài, ví na ngoại trừ, ví sung riêng từng, sắc ca có thể, xá măng ta là chung quanh, săn tí căn là gần với. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số giới từ ạ. Anh Nhá Chá là ngoại trừ, An Tô là bên trong, Arap Phá là đề cập đến, Tí Dí Răng là ngang qua, La La là khác biệt, Úp Bê là trước, Táp Thinh là cùng với, Bách Cha là sau lầy sau, Bá Hí là ngoài, phía ngoài, Quý La là ngoại trừ, Quý Xung là riêng từng, Tắc Ca là có thể, Tá Man Ta là chung quanh, San Tích Căng là gần với. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc một số giới từ. Anacchá ngoại trừ, Án Tô bên trong, Arapha đề cập đến, Tí Rí Dân ngang qua, Na Na khác biệt, Búp Bê trước, Sắc Thinh cùng với, Bát Cha sau này sau, Ba Hí ngoài, phía ngoài, Vina ngoại trừ, Ví Xum riêng từng, Sắc Kha có thể, Samantha chung quanh, Săn Tí Khăn gần với. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Anh Nhá Trá là ngoại trừ, An Tô là bên trong, Arapa là đề cập đến, Tuy Văn là ngang qua, Nana là khác biệt, Phúc B là trước, Sát Thinh cùng với, Pacha sau này sau, Bá Hí ngoài, phía ngoài, Vina ngoại trừ, Quý Sân riêng từng, Sắc Kha có thể, Samantha xung quanh, Santikan gần tới, gần với. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc một số giới từ. Anh Nha Trá là ngoại trừ, An Tô là bên trong, Á Đáp Phá là đề cập đến,
Tí rí dân là ngang qua, nana là khác biệt, búp bê là trước, sắc thinh là cùng với, bát cha là sau này sau, bá hí là ngoài phía ngoài, quý na là ngoại trừ, quý sum là riêng từng, sắc ca là có thể, xá măng ta là chung quanh, sang tích căn là gần với. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Thưa sư, con xin đảnh lễ sư, con xin đọc một số giới từ. An nhát trá là ngoại trừ, an tô là bên trong, A-ra-phá là đề cập đến, dí tí rí dân là ngang qua, na-na là khác biệt, phúc búp bê là trước, sắc thiên là cùng với, bát cha là sau này, sau, bá hí ngoài, phía ngoài, quý na là ngoại trừ, quý sung là riêng từng, xá ca có thể, xá măng ta là chung quanh, săn tí căng là gần với. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. A nha cha ngoài trừ, an tô bên trong, A-ra-pha đề cập đến, tí rí dân ngang qua, na-na khác biệt, búp bê trước, sắc thình cùng với, bách cha sau này sau, ba hi ngoài phía ngoài, quý na ngoài trừ, quý sùng riêng từng, sắc ca có thể, sa man tà chung quanh, san ti càng gần với. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. An nha tra ngoại trừ, an tô bên trong, A-ra-pha đề cập đến, tí rí dân ngang qua, na-na khác biệt, búp bê trước, sát thêm cùng với, phát cha sau này, bá hí ngoài phía ngoài, vi na ngoại trừ, quý sum riêng từng, sát ca có thể, Samantha chung quanh, san thí căn gần với. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Rồi đó là phần văn phạm. Bây giờ mình chuyển sang phần bài tập ha. Bài tập số 10. Có xem bài tập trước kia. Bài tập số 10. Có 5 câu bài tập. Đây là 5 câu bài tập của bài tập số 10. Năm câu bài tập. Bây giờ mình sẽ đọc từ vựng trước, rồi sau đó đọc 5 câu bài tập này sao ha. Đọc phần từ vựng trước đi. Từ vựng của bài này thì mình có đến 4 trang. Có đến 4 trang từ vựng. Bây giờ mỗi người đọc một trang ha. Mỗi người đọc một trang. Giờ đọc đi rồi khi nào sai xin sửa. Giơ tay lên đọc từ vựng đi. Rồi sau đó đọc 5 câu bài tập. Rồi xin mời lớp đọc phần từ vựng này đi. Mỗi người đọc một trang hơn. Mỗi người đọc một trang hơn. Để đọc hết không có thời gian. Mỗi người đọc một trang rồi phần thời gian còn lại mình đọc phần câu bài tập. Các Khánh mời lớp đọc phần từ vựng này giúp xin. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ.
Dạ con xin đọc, đọc luôn cái tiếng Việt luôn hả sư? Đúng rồi, đọc tiếng Việt luôn. Atipatipa, sau khi vượt qua Atipiya rắc Atha ta mình ấn tô bên trong Arahati bắt đầu Avahati kết hôn Avahamang gạch lá lễ thành hôn Asalapun Nam Midivasa ngày rằm tháng Asala Ahariyiva sau khi được mang đến Isachita tâm gan tỷ Utgan Hi Diệt vàng sau khi được học U Ba Giác phương cách Evam như vậy Esakti tìm Ola Krikham một cách long trọng Kapila Văn Thung Nắc. Ờ, được rồi, được rồi, trang, được rồi. Có người đồng trang thôi. Dạ. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Pati Padi Giá Tý được tổ chức. Pathama Quá Giá. Họ ông trang ông đây nè. Kapila Vattu Nagara. Kapila Vattu Nagara thành Ca Tỳ La Vệ. Karuna Chitta Tambi. Karuna Sambayutta Chitta người có Tambi. Kasana sự cày. Kasabeti khiến cày. Kesaka Lapa bính tóc. Cô lý giá của lá dòng tộc câu lỵ. Khách tí giá của lá dòng sát đế lỵ. Khét tá là ruộng. Gô ná là bỏ bò đực. Chăn đá mí gá là thú dữ. Cha giá tí hạ sinh. Thắt bê tí là đặt. Tá đa là khi ấy. Tê ná hí, bởi vậy, bởi thế. Đá mê tí, chế ngự, điều phục. Quyên năng, ná gá ra năng của hai thành phố. Đê quá đá há, ná gá rá thành đê quá đá há. Ní măng tì giết tòa sau khi được mời. Ní măng tê tí, mời. Bách chăn tá, biên giới. Con xin hết ạ. À. Xin mời Phật tử Lăng Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Patiya Tiyati được tổ chức. Bathama Vá Giá thở ấu thơ. Phá ná nhưng trái lại. Phá mô đá tí vui mừng. Phá si đá tí hài lòng. Pasati thấy, phà phá chi tá tâm độc ác, phà phá chi tá người có tâm độc ác, Vinami đi quá xá ngày rằm, Posika bảo mẫu người nuôi dưỡng, bá hí bên ngoài, Pada cá chá ná Pada Kachana, công chúa Bạc Đề Ca Chiên Viên, Maha Chana, đại chúng, Metta Chitta, tâm từ, Metta Sambayutta Chitta, Metta Sambayutta Chitta, người có tâm từ, Yuddha Sipha, nghệ thuật kiếm cung, Rajang Nija Desi đã nhiều ngôi. Raja Nagara hoàn thành. Rodati khóc. Wandati đảnh lễ. Wasati sống ở. Dạ thưa sư con xin hết. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo.
thưa sư con xin đọc ạ. Vachi-ji-toa là sau khi được dạy, Vichana-ti hiểu biết rõ, Vihinsa tự hại, Sakta có thể, Sanh-ti-tăng gần, kế cận, Sanh-ni-tá-tá-ti tập hợp lại, Sama-wa-za có cùng độ tuổi, Sama-gat-ga-ti tham dự, tá há hoặc là phép thinh cùng với, sa sa ná thông tin thông điệp, xuống nhí toa sau khi nghe, thú khăn một cách an vui, xôn ná sa quá giá 16 tuổi, a sa tí cười và thi sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử tham ý cá liễu. Sư con xin đọc ạ. Á tí vát tí qua, sau khi vượt qua, á tí ví rá rất, át tá ta mình, an tô bên trong, a rắc á tí bắt đầu, a quá á tí kết hôn, a Awa há măng gá lá tế thành hôn, Asa hát bung lá mi đi quá xá ngày rằm tháng, Asa há a hát dít qua, sau khi được mang đến tí xa chí tá tâm ganh tị ung gá ung găng tí tít toa, sau khi được học phú ba giá phương cách ê quăng như vậy, ê xá tí tìm ô la dí căng một cách long trọng. Dạ con xin hết ạ. Rồi, mời người tiếp theo. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Kabila Watu Nagara là thành Ca Tỳ La Vệ. Karuna Chita là tâm bi. Karuna Sambhajjata Chita là người có tâm bi. Kasana là sự cày. Kasabeti là khiến cày. Kesakalapa là bính tóc. Koliyakula dòng tộc Cô Lị. Khatiyakula dòng sắc Đế Lị. Kheta là ruộng. Vona là bò đực. Chandamiga là thú dữ. Gia chá tí là hạ sinh. Tháp bê tí là đặt. Tá đa là khi ấy. Tê ná hí bởi vậy, bởi thế. Đá mê tí là chế ngự điều phục. Quý năng ná gá ra năng là của hai thành phố. Đê quá đá há ná gá rá là thành đê quá đá há. Ní măng tí dí toa là sau khi được mời. Ní măng tê tí là mời. Bách chát tá là biên giới. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Pa tí pa đí giá tí là được tổ chức. Patha ma wa ya là thuở ấu thơ. Patna là nhưng trái lại. Pamodati
là vui mừng. Pasiddhati là hài lòng. Passati là thấy. Papacitta là tâm độc ác. Papacitta là người có tâm độc ác. Punami Diwasa là ngày rằm. Posika là bảo mẫu, người nuôi dưỡng. Pahi là bên ngoài. Pada Kachana là công chúa. Bạc Đề Ca Chiên Viên. Maha Chana là đại chúng. Metta Chitta là tâm từ. Metta Sampayutta Chitta là người có tâm từ. Yutta Sippa là nghệ thuật kiếm cung. Rachang Niya Desi là đã nhường ngôi. Racha Nagara là hoàn thành. Rodati là khóc. Wandati là đảnh lễ. Wasati là sống ở. Và bà sư con hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Hòa chí dí tòa là sau khi được dạy. Vi ya na na tí là hiểu, biết rõ. Vi hin sa là sự hại. Sắc ca là có thể. Sang tí căng là gần, kế cận. Sa ni bá ta tí là tập hợp lại. Sa ma hòa giá là có cùng độ tuổi. Samagacchati là tham dự. Saha Sakthin là cùng với. Sanana Sasana là thông tin, thông điệp. Sunitoa là sau khi nghe. Sukhan là một cách an vui. Sola Sa quá giá là 16 tuổi. Ha sa tí là cười. Dạ sư sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. A tí vát tí va là sau khi vượt qua. A tí vi giá là rất. Atta là ta, mình. Anto là bên trong. Arapati là bắt đầu. Avahati là kết hôn. Avahamangala là lễ thành hôn. Asabhapunyamidivasa là ngày rằm tháng Asatha. Ahari Vichwa là sau khi được mang đến. Isa Sita là tâm ganh tị. Ukanhi Vitoa là sau khi được học. Upaya là phương cách. Ivan là như vậy. Esati là tìm. Ola Rikan là một cách long trọng. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Kabila Vathu Nagara là thành Ca Tỳ La Vệ. Karuna Chitta là tâm bi. Karuna Sambayutta Chitta là người có tâm bi. Kasana là sự cài. Kasapeti là khiến cài. Kesa Kalapa là bánh đáo. Koliya Kula là dòng tộc câu lị. Khatiya Kula là dòng sắc đế lị. Khita là ruộng. Gona là bò đực. Chanh đá mí gá là thú dữ. Chà gia tí là cha gia tí là hạ sinh. Tháp bế tí là đạt. Tá đa là khi ấy. Tê ná hí là bởi vậy. Đa mê tí là chế phục. Đi năng ná gá ra năng là cả của hai thành phố.
đê quá đá há ná gá rá là thành đê quá đá há. Lý măng ti dí toa là sau khi được mời. Lý măng tê tí là mời. Bát chanh tá là biên giới. Vậy ông xin thấy à? Có cái chữ của hai thành phố đó, chữ đó đuôn năng. Đuôn năng đúng là đinh sư. Đinh chứ là đun sư. Đuôn, đuôn năng. Nó lại số 2 làm đặc lý mà cái này đặc đinh chứ sư. Đuôn, đuôn. Đuôn, đuôn dạ. Dạ. Nhưng số 2 làm đặc lý mà sư. Nó có chữ N ở phía sau nữa đó, ghép với chữ N ở phía sau nữa. Mình đọc đuôn nhờ sư. Đuôn, đuôn năng. Dạ, cảm ơn sư. Rồi còn ai nữa? Dạ xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư con đọc ạ. Bá tí giá, bá tí gia di giá tí được tổ chức bát thá má quá giá và ấu thơ bá ná nhưng trái lại bá mô đá tí vui mừng bá si đá tí hài lòng bá xá tí thấy ba xá ba bá chít tá tâm độc ác ba ba bá chít tá tá tâm người có tâm độc ác unami đi quá sáng ngày rằm bố si ca bảo mẫu người nuôi dưỡng bá hí bên ngoài bát bát đa các cha na công chúa bạt đề ca chim diên ma má ha chá ná đại chúng metta chít tá tâm từ metta xá bá rú tá chít tá người có tâm từ rú đá xít bá nghệ thuật kiếm cung yuttha xít bá nghệ thuật kiếm cung ra 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 răng ní ra đế xí đã nhường ngôi cha đá ná gá ra hoàn thành rô đá tí khóc quan đá tí đảnh lễ quá xá tí sống ở đã thưa sư con hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo á. Dạ đọc rồi. Ủa dạ hết rồi sư. Dạ, không còn Phật tử. Rồi bây giờ hết rồi thì chúng ta qua năm câu bài tập. Đọc 5 câu bài tập ha. Trang lại cho nó gọn lên. Rồi 5 câu bài tập. Câu 1 mình có ra chắc của ma ra sa a wa ha mang ga lang pa sa pa sa đâm hi o la ri căng tiếp ba đi dí ô hai có phu pa lô ri ra cho bút ta ta a wa ha na mang ngăn lăng và đi ba đề toa ta sa ra chăng ni ya đề xí ô ba mình có na ga ra sa pa hi ram na pi ra chăm pa ri sa pi a wa ha mang ngăn lăng sa ma ga chi chú. Câu 4, Raja Nagarasa Anto Chana Pupalo Raja Kumarasa Rejang Niyade Siti Sasanang Sunitwa Pamodu. Câu số 5, Yasothara Dewa Naha Nagarasmin Wasati Panasitata Raja Kumaro Kapila Watu Nagare Wasati. Rồi bây giờ giơ tay lên đọc 5 câu bài tập này rồi sau đó chúng ta dịch ha. Ai đọc được giơ tay lên trước. Rồi anh Ngọc Khánh mời lớp đọc 5 câu bài tập. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Số 1, Gajak Khumak Gatsa Avahak Makrang Gatlang Bát sát tam ý, ô la kri kham, bát tí pa di
Dí. Câu số 2, Kupalo Gajaputasa Avahapmangan Gatlan Batita Deva Tassat Rakyam Nidya Desi. Câu số 3, Nagagasa Bahi Ramana Ramana Bi Gajakba Risa Bi Avahan Avahana Mangatlan Samagachimsu. Câu số 4, Gajak Nagagasa Anto Yana Pupalo Gajakhu Makasa Rakyam Nidya Desi Tí Sasanang Sunitwa Bhakmodum. Câu số 5, Yasodhaka Devadahat Nakta Krasmin Vasakti Bhakna Siddhartha Gajakumaro Kapila Vathu Nakta Jakhe Vasakti. Dạ con xin hết à. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Raja Kumarasa Awahana Mangala Mangalang Pasa Danghi Ola Rikang Pati Padiji. Dạ câu số 2 ạ. Pupalo Raja Putasa Awaha Namang Galang Patipa de toa tassa rachang nitya desi. Dạ câu số 3, nagarasa bahi brahmana pi raja parisa pi awahana mangala mangalang sama Gachisu. Dạ, câu số 4, Raja Nagarasa Anto Raja Pupalo Raja Kumarasa Rajang Niya Desiti Niya Desiti 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 Niya Desiti Samsanang Sunitwa Pamodum. Câu số 5, Yasodhara Dewadaha Nagarasmin Vasati Pana Siddhartha Raja Kumaro Kapila Watu Nagare Vasati. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Sao không có nghe các Khánh? Dạ nghe được cô. Dạ. Cô cứ đọc với cô. Raja Kumarasa Awahana Mangalang Basa Damhi Olarikang Batiya Diji. Câu số 2, Hubalo Raja Tassa Awahana Mangalang Pati Ba Đề Tòa Tassa Rachang Niya Đề Sĩ. Câu số 3, Nagarasa Bahi Ramana Bi Raja Barisa Bi Awahana Mangalang Sama Gachin Su. Câu số 4, Raja Nagarasa Anto Chana Phupalo Raja Kumarasa Rachang Niya De Siti Sasanang Sunitwa Bo Pamodung. Câu số 5, Yasodhara Dewa Daha Nagarasmin Vasati Bana Siddhartha Raja Kumaro Kapila Vathu Nagare Vasati. Xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc. Raja Kumara, Raja Kumarasa, Avahana Mangalam, Pasadamhi, Ola Rikang, Pati, Padi, Yi, Pupalo, Raja Puttasa, Avahana Mangalam, Pati, Padewa, Pati Pade Toa, Tassa, Rajang, Niya Desi, Nagarasa, Bahi, Brahmanapi, Raja Parisapi, Aha, Avaham, Na Mangalang, Samagachimsu, Raja Nagarasa Anto Chana Pupalo Raja Kumarasa Raja Kumarasa Rajang Niya Desiti Sasanang Sunitoa Padmodum Yasodhara Devadaha Nagarasmen Vasati Pana Siddhartha Raja Kumaro Kapilavatthu Nagare Vasati. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ra cha của ma rắc xá a qua hà nã măng giả năng và xa năm hí ô la dí tăng và tí pa đi dí u ba lô ra cha phúc tát xá a qua hà nã măng giả năng và tí pa đê toa tát xá rắc trăng lý ra đê sĩ ô ba nã ra ra Nà gà rác xá ba hí, ra mạ na tí, ra chả bá rí xá tí, a qua hà nã măng gà năng, xá ma rác chinh xú. Câu 4. Ra chả nà gà rác xá, ăn tô, chả na phu ba lô, ra chả phú ma rác xá, rác chăng, lý ra đê, tí tí, xa xá năng. Xuống ý toa bá mô đung giá xô thả ra đê quả đã hạ nã rá rác minh quả xa tí bá lá thiết thách thả ra trả của ma rô và vi lá vắt phú nã rá rê quả xa tí. Thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. 1. Raja Kumarasa Awahana Mangalang Pasadamhi Olarikam Pati Padiyi. 2. Pupalo Raja Puttasa Awahana Mangalang Pati Padetua Tassa Rekyam Niyadesi. 3. Nagarasa Bahi Brahmanapi Raja Parisapi Awahana Mangalang Samagachimsu. 4. Raja Nagarasa Anto Chana Pupalo Raja Kumarasa Rekyam Nijadesiti Sasanam Sunitoa Pamodum. 5. Yasopara Dewadaha Nagat Đề quà đá hà nạ gạ rắc mình quá sát tí Pà nạ xích đắc thạ rà chá phụ mà rồ Cà pi la quá thu nạ gà rề quá sát tí. Con xin hiểu ạ. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu. Dạ sư, con xin đọc ạ. Dạ chá phụ mà là Mà Dạ chá phụ mà Dạ Dạ À hòa Át lá Mằng gà lá Mangalang Basa
đằng thị ồ ồ là di cầm ba tị bà đề dị. Câu hai, u bà lô già cha bút ta ta à hòa hát la mằng ta lằng ba sa ba tị bà đề tòa ta ta già giấc chẳng nít già đề sĩ. Câu ba, naga giác xa bạ hi bà ma là bị già cha bà dị xà bị à hòa ha la mằng gác lằng sa mà gác kinh sụ sụ. Câu bốn, già cha la gã giác xa an tổ cha là phù mà lồ già già cha phú mà giác xa giác chẳng nít họa nít già đề tì tị xà xa lằng tu nít hòa ba mồ đùm. Câu lầm, già sồ tha già đề quán đã hạ lá gã dắt mình qua sát tí bà lá tí tha tha già cha u mà lồ cá bị là quát tu lá ghề cá lề cá dề qua sát tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ. Xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Thưa sư con đọc ạ. Gia cha cú ma ra sa a wa ha na mang ga lang pa sa da đăng hi o la ri căng pa tí pa đi dí hu pa lo gia cha put ta sa a wa ha na mang ga lang pa tí pa đê pa tát xá giác chăng ní ra đế si ná ra ra xá bà hí bá hí bà măng na pi ra chá bá xí ra pí a wa hà ná măng ca lăng sa má sa ma các chân số bốn ra chá ná ra ra xá ăn tô cha na cha na hu ba lô cha ra cha cú ma rát xá rát chăng ní ra đê si tí xa xá năng số nít toa bá mô đông. Câu năm là ra số đa ra đế hóa đá há ná gá rát minh quá xá tí bá ná xít đất thá ra chá cú mà rô cá phí lá quá thú ná gá rá quá xá tí. Dạ thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ra chá cú mà rá xá à và hát na măng gá răng pa sa đá pa sa đam hi ô chá ri căng pa ti pa di vi. Câu số 2, bu pa lô ra chá phút tá sa a và hát măng gá răng pa ti pa đề tòa tá sa ra chăng Niya Desi. Câu số 3, Naga Rasa Bahi Bamana Pi Raja Arisa Pi Aha Hamang Galang Samaga Chinchu. Câu số 4, Raja Na Garasa Anto Chana Bupalo
Rajakumarasa Rajang Niya Desi Di Sanang Junito Hamudun. Câu số 5. Raja Dara Devada Anagasamin Vasati Hana Sitata Raja Kumaro Kapila Vatu Nagare và Sati. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin hỏi Phật tử, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư, xin hết rồi sư. Rồi, hết rồi, vì anh sẽ bài anh đi để sửa bài tập ha. Dạ. Rồi câu 1, ai dịch được câu nào dịch câu đó đi. Bà sư, con dịch cái câu 1 là tại hoàng cung tổ chức lễ thành hôn cho thái tử một cách long trọng. Câu 1 có người dịch rồi nè. Lễ thành hôn của thái tử đã được tổ chức một cách long trọng tại hoàng cung. Lễ thành hôn của thái tử đã được tổ chức một cách long trọng tại hoàng cung. Có một kia là được rồi. Thôi lấy câu nữa, lấy nhiều câu quá bị ấy. Lấy câu đầu đó, sư. Câu đầu gì là được rồi. Còn ai dịch tương tự thì xem tham khảo. Tại hoàng cung tổ chức lễ thành hôn cho thái tử không được. Lễ thành hôn của thái tử mới được ha. Rồi đó, câu 1. Rồi, ai dịch câu 2 đi. Ở đây của ai dịch nhiều quá trời nè. Ừ, có Phật tử Thanh Trà dịch hết 5 câu rồi xin. Ờ, giỏi quá. Rồi lại coi coi có ai dịch nữa hay không. Thế nào cũng có ai dịch hả? Mình copy câu của... Cái chỗ cho thái tử á sư, con dịch là cho hoàng nam của ngài. Câu số 2 hả? Dạ, câu số 2 á sư. Sau khi lễ thành hôn được tổ chức, Đức vua đã nhường ngôi cho thái tử, cho hoàng nam của ngài. Sau khi lễ thành hôn được tổ chức, cho hoàng nam. Con xin trả lời câu số 5 xin. Sau khi lễ thành hôn được tổ chức, Đức vua đã nhường ngôi cho thái tử. Câu này sao ạ? Dạ, có thể dịch như vậy được không sư? Tại có chữ tắt. Tại có sự tắt tắt. Dịch là cho hoàng nam của ngài. Đức vua đã nhường ngôi cho hoàng nam của ngài. Tại đây nó có tới hai chữ, cái chữ có hoàng nam ở đây, một chữ hoàng nam, một chữ tá xá ở đây nữa. Đức vua tổ chức lễ thành hôn cho hoàng nam
mà đã nhường ngôi. Khoan. Dễ rối không sư? Dạ, con dịch thử có được không sư? Dạ. Dạ. Con dịch sau khi tổ chức lễ thành hôn cho Hoàng Nam, Đức Vua đã nhường ngôi cho vị ấy. Thái tử cũng được. Tại vì sau khi tổ chức lễ thành hôn cho Hoàng Nam, tại nó mới liền câu. Đức Vua đã nhường ngôi cho vị ấy. Đức Vua đã nhường ngôi cho vị ấy. Nghe chuyện đi. Sau khi lễ thành hôn được tổ chức, Đức Vua đã nhường ngôi cho vị ấy. Để cái câu 2 mình dịch theo cái ai dịch đầu tiên này nó còn thiếu. Thiếu chữ khi sao anh? Sau khi rồi thế. Yeah. Sau khi lễ thành hôn được tổ chức, Đức Vua đã nhường ngôi cho Hoàng Nam của Ngài. Sau khi đã tổ chức. Sau khi tổ chức không được. Sau khi tổ chức vậy được rồi, lễ thành hôn cho Hoàng Nam, Đức Vua đã nhường ngôi cho vị ấy. Rồi vậy đi lấy câu đó vậy mình. Con xin trả lời câu số 5 mà sư. Để từ từ xuống đi, câu số 3. Bên ngoài thành, cả bà La Môn lẫn vương thần đã tham dự lễ thành hôn. Bên ngoài hoàng thành, cả bà La Môn lẫn vương thần đã tham dự lễ thành hôn. Dịch gì cũng được, mà dịch bên ngoài hoàng thành sao nó có vẻ hay hơn. Bà La Môn, cả bà La Môn lẫn vương thần bên ngoài hoàng thành đã tham dự lễ thành hôn, dịch chuyện thì nó nghe từ ba hí là bên trong, sao dịch bên ngoài ta? Ba hí bên ngoài, anh to, anh to mấy bên trong, ba hí là bên ngoài. Cả bà La Môn lẫn vương thần bên ngoài thành phố, bên ngoài thành đã tham dự lễ thành hôn. Anh thấy rồi vậy đi. Chữ môn thiếu, anh thiếu nợ. Bà La Môn á Khánh. Dạ thiếu. Rồi. Dạ. Giữ cái câu dưới không sư? À. Rồi câu 4. Bên trong hoàng thành đã vui mừng sau khi nghe tin được vui nhường ngôi cho hoàng tử. Bên trong hoàng thành đã vui mừng sau khi nghe tin được vui nhường ngôi cho hoàng tử. Dân chúng, chỉ dân chúng nữa, chữ chana đó là dân chúng. Dân chúng bên trong hoàng thành, dân chúng trước đi. Dân chúng bên ngoài thành, bên trong hoàng thành, bên trong hoàng thành
cái câu này á, đã vui mừng thì đó là tổng điều chính đó sư. Nếu mà đem biết sau khi nghe thông tin là bỏ chữ, để chữ vui mừng để phía sau, bỏ chữ vui mừng cho nó. Dân chúng bên trong bằng thành sau khi nghe tin đức vui nhường ngôi tề cho thái tử, đã vui mừng. À, lịch sử con dịch vậy thì có sai không ạ? Bên trong hoàng thành đức vua thông tin sẽ nhường ngôi cho thái tử, sau khi nghe dân chúng rất hoan hỷ hay là rất vui mừng cũng được ạ. Bên trong hoàng thành đức vua thông tin sẽ nhường ngôi cho thái tử, sau khi nghe dân chúng rất vui mừng. Ồ, cái câu này sao bị vậy ta? Sao tới hai chữ từ đây? Dạ, không có thể dịch là sau khi nghe tin rằng, sau khi nghe tin đức vua đã nhường ngôi cho thái tử, dân chúng bên bên trong hoàng thành đã vui mừng. Chúng bên trong thành, cái câu này nó làm sao rồi, tại sao nó lại có tới hai chữ từ nữa? Câu số 4 này nó bị lỗi rồi. Dạ không phải là sư, tại cái câu nó có cái dấu phù ba lô mà ra trang cú ma đó xá rất trang với già xa nếu già đi si tí là nó trong câu, trong câu hoặc cái sư. Ờ, đúng rồi, tại này bị bỏ, bỏ trong hoặc, bỏ trong hoặc đâu. Bên trong hoàng thành đức vua, đức vua thông tin sẽ ngừng ngôi cho thái tử, sau khi nghe dân chúng rất quan thị. Không được, sau khi nghe tin đức vua đã nhường ngôi cho thái tử, dân chúng bên trong hoàng thành vui mừng. Sau khi nghe tin đức vua nhường ngôi cho thái tử, dân chúng bên trong hoàng thành vui mừng. Bỏ chữ rất đi câu đó làm được. Ừ. Một cuối thôi cũng được, hai câu đó. Với câu giữa là hả sư? Câu giữa bỏ. Dạ, giữ lại hai câu này đúng hết không sư? À. À, câu số 5, câu số 5 là có gì bảo nó mới làm đâu đó. Con Chúa Giê-xu đã la xong ở thành đi hoàng trang thái tử, trái lời thái tử sẽ đặt ba xong ở thành cao kỳ lộ. Chúng ta sống thần đi qua đó, nhìn thấy tự sự đặc ba sống ở thần có thể lao về rồi. Được rồi, hai câu đó không nào cũng được. Nhưng mà có dấu chấm mình dịch luôn được không sư? Nói hai câu được không, hay bắt buộc phải tách hai câu sư? Hai câu, tách hai câu đi. Vậy dưới đây là tắt luôn. Rồi, bây giờ trang tiếng Việt đi. Để làm câu tiếng Việt này cho ai dịch chứ?
Cô Bảo dịch câu 5 sư. Lễ thành hôn của thái tử được tổ chức tại hoàng cung vào ngày rằm tháng Asalha Awahana Mangalan Raja Kumarasa. Lễ thành hôn của thái tử Awahana Mangalan Mangalan chữ N ở trong trên. Mình lại chấm chơi không được hả? Chứ con quên nó chính xác. Cái câu mình mới gửi đây nó. Chữ ba tí ba đi gì? Đi dính nha. Cái N ở trên, cái câu trên đó có không? Cái câu mới gửi đây có chữ N ở trên đó sư. Dạ. Chữ nào? Cái câu mới gửi đây có chữ N ở trên nha. À, rồi rồi cái anh điền mới vậy rồi. Lễ thành hôn của thái tử được tổ chức Panipandiji được tổ chức tại Rajagrihe, tại hoàng cung, cái hoàng cung Pasada, Pasanamhi, mấy đúng? Câu câu trên của cô dì bảo thiếu chữ ở sau cùng á, Pasanamhi thiếu chữ ba tí, đa đi dí. Ba đi dí. Sửa sửa một câu được rồi, sửa nào sửa một câu được rồi, đừng có sửa hai ba câu Pali mà sửa hai ba câu. Đúng rồi. Đây tính chữ nó khó, bỏ chữ ra trái này ra. Sửa một câu lấy một câu thôi. Cái chữ Asanha, Asanha sai là khám. Asanha, hình như chữ L không thôi. L chấm dưới. Có phi chữ trên xuống luôn. Có phi nguyên cụm này xuống nè. À đúng rồi, chữ cô Bảo đúng không? Bảo đúng mà thiếu chấm. Không có giống. À ở trên nè, cái chữ trên. Tại vì cái máy chấm không được. Chữ trên nè. À san hát hả? Chữ trên trong câu bài tập á. Trong câu tiếng Việt có nè. À quên, để con lên đó con lấy nè. Không, không, cái bên đó có đó. À, trong câu tiếng Việt. À, sao hết rồi. Việt nè, tiếng Việt chung này không thấy hả? Dạ rồi, sao hết rồi. Xin nhé, niềm y với sao. Hai trên nào là thiếu nè. N chấm dưới nữa. Ồ, này máy đánh không được. Dạ được sao. Chữ an là cũng cũng có chấm dưới nữa các Khánh. Dạ là có chấm dưới nữa cô. Rồi có rồi. Bún nó mì. Mì. Mà bún nhá mì. Bún nó mì. Mì đi và sáng.
Lễ thành hôn của thái tử được tổ chức tại hoàng cung vào ngày rằm tháng Asalaha Punami Divasa. Rồi được rồi đó, câu đó đến câu đó đi. Chứ nhiều câu quá mình sửa đâu cũng được. Rồi coi coi có ai sửa câu nào không? 9 giờ rồi, hết giờ rồi. Có câu 2, có một số thử từ câu 2. Con Chúa Yudhara còn có tên gọi là Mạc Đại Thánh Chỉ Nhân. Yasothara Phát Đà Phải Cha Na Na Má Hô Tí. Rồi cũng được rồi, có đó gì được rồi. Anh Khánh nãy con nằm á Khánh là chữ mà đi qua xe Khánh chứ không phải đi qua xe tại vào ngày rằm mà. Đi qua xe bỏ thêm chữ nữa. Chữ cuối là xe. Chị phải không chị? Cả nữa chữ A, bỏ chữ A nữa. Dạ. Ờ rồi. Khánh ơi, cái chữ ba đa sa hí gì đó bỏ chữ a gạch ngang. À đúng rồi. Anh chữ không ba rồi hả? À, thái tử Sĩ Đạt Ra và công chúa Yajurala có cùng độ tuổi. Siddhartha Rajakumaro Yasothara Rajakume Rajak Samawaya Honti. Ờ được rồi đó, có ba gì là cũng được rồi. Câu 4 mà có ai sẽ câu 4 kìa. Dạ có là sư. Đức vua đã mời các vị vua và những bà la môn đến dự hôn lễ. Upalo Đức vua đã mời. Cái này con chép lộn chứ. Nimante sĩ là mời. Nimante sĩ. Đức vua đã mời. Đức vua đã mời các vị vua Upanecha Pramanecha Nimantesi vua đến mời đến Sama để tham dự Samagamassa ôn lễ. Để tham dự hôn lễ Awaha mừng các lần. Rồi được rồi đó, câu 4 gì là cũng được. Còn câu 1 chưa ai sửa à? Câu 1 có rồi sư. Nãy con cấp lộn câu 1 xuống câu 4. Đắc quỷ vua
vị vua cùng nguyện quan đại thần đã như lễ thành hôn của thái tử. Các vị vua cùng với những quan đại thần mấy chi đã tham dự Samagachi suốt lễ thành hôn Awahamangalam trai chắc của Marasa của thái tử. Được rồi đó. Rồi ai chưa sửa sửa đi. Rồi xong nghỉ ha. Xong hết chưa? Rồi xong rồi nghỉ anh Khánh ạ. Dạ. Rồi mời cô Phúc Vị Trung lên cầm mic tí để cho lớp nghỉ. Dạ. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt lớp học hôm nay xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chapamata deva naga mahitika bunyang no anumodantu sirang rakantu sasanang. Akasatha chapamata deva naga mahitika bunyang no anumodantu sirang rakantu no garu. Akasatha chapamata deva naga mahitika bun nhân no anumodan tu chi răng ra can tu nhà ta vô akasatha cha phẩm ma ta đề qua naga mahitika bun nhân no anumodan tu chi răng ra can tu panino akasatha cha phẩm ma ta đề qua naga mahitika bun nhân no anumodan tu chi răng ra can tu no sada y đăng qua ta no buôn nhang a sa wa kha ya wa hang hon tu a na ga te ka le sa thu sa thu sa thu. Chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập và trau dồi Phật pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ chùa Siêu Lý Phú Định quận 6 mở được Zoom này. Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn. Sa thú, sa thú. Mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống ạ. Đã xin hết ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Tri ân sư ạ. Xin mời lớp nghỉ ha. Sa thú ạ.